Gia đình Thủy xin kính chào ông bà và quý vị các bạn. Hôm nay mình đi trở lại nhà bà Năm. Thì tới đây mình rủ chị Thắm đi cùng với mình. Chị Thắm là kia lái xe. Thì Thủy mời quý vị các bạn cùng đi vô nhà bà Năm một lần nữa với mình nha. Đợi chị Thắm nữa. Chị Thắm thì chị gửi xe. Chị không có dám chạy qua cái cầu này nữa. Trời đất ơi. Gãy rồi, nó cụp đa nó hết khúc rồi. Chị gửi bên nhà của chị Năm của chị. Sáng nghiệp của mình phát quà bánh á, cho bà Năm. Thì hôm bữa ngày qua đi qua anh chị Điệp á, định ghé mà bà Năm luôn. Nhưng mà mưa quá, rồi cái mình gửi phần quà lại cho nhà chị Thắm nè. Đây mình mới lấy gà này rồi đi qua bên nhà bà Năm. Đây dầu với ăn đường nước tương gạo. Đây chị Thắm đang lấy xe chạy ra. Giờ mình đã tới nhà bà Năm thì mời các bạn cùng đi vô với Thủy. Chị Thắm, chị Thắm bịch gạo mình xe cho chị lấy giúp em nha. Chào bà Năm. Dạ, cảm ơn nhiều. Chào bà Năm. Khỏe bà? Dạ khỏe. Mới đâu về chạy xe vậy? Buồn quá trời, ăn miếng cơm với nước tương chạy đi á, rồi dạ? Đi chơi gặp thì mừng quá trời. Ăn nước tương với nước cơm. Ủa ăn cơm với nước tương buồn hay sao? Với nước dừa nó không có, tại Năm ăn không được. Năm ăn mì. Dạ, con hổm nhà con có phát phần quà. Đây con chừa lại cho bà Năm một phần. Dạ. Thì bữa nay con đem lại cho bà Năm. Dạ. Ơi Năm không biết nói. Nhớ con không? Nhớ cô giáo. Không phải. Em cô giáo. Dạ, em cô giáo hả? Cô giáo. Ừ. Ờ, đẹp quá trời. Dạ. Để năm đưa tưởng chơi xấu hơn cô giáo vậy. Đẹp quá trời, người đẹp. Đẹp cái dừa. À hổm ăn Năm nói vậy cái nhỏ cháu giàu qua nó sao nói là dễ không có xuống. Vậy chứ không có thì mình nói không có chứ có làm sao nó vậy chứ phải không? Năm đâu có thấy thêm đâu. Dạ. Năm tạm ơn nhiều nha, không biết gì nào nó quên. Dạ. Tối ngày gầu. Hồi nãy coi còn được 42.000 bạc. Mua bịch cha mà chục suốt 50.000 thiếu lại 8.000. Vậy hả? Còn thiếu nợ nữa hả? Mua khác mua mà uống á, vậy vô được chưa? Năm có chuyện gì không? Hả? Mua chục ống thuốc đựng cho mệt mệt chứ cho Năm uống. Có một chuyện gì không? Còn không có một chuyện không thì có vô. Đâu, đi vô gặp người đẹp mừng quá trời cho lấy nước uống. Dạ. À, được rồi bà đó. Vô cái lấy nhà mà trời ơi, thấy thương biết chuyện nào chứ quên. Năm dạy nhiều gạo ăn ha, Năm nhớ đời đời thì Năm còn ăn bị tháng 10 này mất không cho. Phần quà bà Năm còn mừng chứ thôi, còn phần này phần quà này cũng lớn hơn phần gà quà nữa, bà Năm còn mừng dữ nữa. Vậy hả? Dạ. Mừng nhiều vậy quan nghênh luôn nha. Vậy là không, vậy là nếu vui thì có đẩy xe đi chơi không? À, giờ không vui, giờ Nằm hết đi rồi mừng. Dạ. Giúp đỡ giùm Năm không bao giờ Năm quên. Năm dạ. Nghe nói nhà mà mấy anh tài trợ giúp đỡ được gia đình của bà Năm, cái này Năm thương nói với dì Tư. Dì Tư ở suốt với ngoại, dì Tư lớn là Năm 3 tuổi gà đó. Dạ. Bà chồng ở bên Nhãi cho qua ở ngoại cái. Ông ngoại tiền lại trước 3 năm, ông cũng đái, ông đái không được mà ông nặng nghề. Bây giờ hõm chân cái tim mới bự mới chết. Dạ. Tự ông mạnh. Bà Năm vô ngồi bà Năm. Vô lấy nước không? Dạ. Dạ được rồi, được rồi bà Năm. Năm gọn gàng quá trời. Nhỏ gì nhập tình thương cho nè, hồi đó hả? Ờ, mà bộ chiếc binh đó. Dạ, dạ, biết Năm chứ con không có biết gì. Biết Năm hả? Để Năm lấy nước đó. Dạ, Năm quên con rồi. Biết nhớ gọi con Tư Vĩnh cho Năm. Dạ, bà Năm cho con đốt nha. Tân ông, Thuận Ngoài. Xã Tân Phú Tây. Còn Dưỡng Nam đây nè. Dưỡng Nam hỏi chết người ngoài. Bây giờ Nam dỡ thai nhà luôn. Trời ơi. Có gì đâu sợ mất cấp dữ. Sao mai hên có trời gặp đỡ cho Năm thì con không biết. Hồi trước. Chị Thám. Ông cụ hưởng thọ anh Tâm mấy chị Thám? 103. Ừ. Dạ. Chào. Thọ ghê không? Ở đây vậy với mấy con gái quặn tay chết hồi. Bên đây là bà hay gì? Bà hồi bà chết bà 76 tuổi má Năm á. Dạ. Còn ba hiện tâm để ba ngồi với cô đi cậu. Dạ. Ơi giúp đỡ Năm được Năm không bao giờ nó quên Năm đấy. Đi mà mừng. Mệt hay là thở dữ rồi nè? Mệt không? Thở dữ. Mệt, đi thở công ty mệt. Bởi vì Năm muốn bán cái số quá mà Năm chạy đi mấy chừng mệt chết. Bác bán cái số bị xe đụng 3 lần rồi hả? 3 lần luôn. Ừ.
năm không có nó dốc đâu, học sinh đụng lận đền được 500 ngàn mà chửi nát đừng. Từ sau này thằng Toàn nó đụng em của nhỏ ngoài tiệm này nè, nó đi nó chở heo mà nó càng 32 chiếc xe qua Lâm với Năm. Rồi nó có bữa công an nữa đó, mà của má của bà Minh ngoái, má Hoài ngoái nghe đầu lộ nha chú lo bóng cam á, cái Năm chết bất tỉnh chừng Năm ngộ Năm mở ngộ con Năm mở mắt ra, cái này chừng Năm định thương con nha, để con đền cho, cái có công an nữa, cái Năm tưởng đâu được có công an mà không ăn xả ấp á xả có con cũng cháu Bãi Lan rồi nhảy tên cái Năm tưởng vậy. Sau này Năm ra nói nó chửi vợ nó chửi nó Năm đòi ăn thịt sườn cung sườn mà Năm có hồi quá bột Năm có bột Năm tháo qua nó đau quá chịu nổi tháo qua rồi Năm đi bóp kiếm vàng 1 triệu mấy Năm chịu không, có đứa gái mà đâu có gì được, gái phải thương lắm hợp nó hình á uống Năm miếng nước rồi còn cậu Vinh nè. Dạ, cái nhà tình thương con tên Hiền mà Năm con tên Hiền Nhà nhà này là người ta nó có con người ta không có cách thì không cho, còn Năm tình thương cho cho 15 triệu Năm tiền cái hở Năm mới sửa là 8 triệu 4 triệu 4 nó mắc nợ đồng này kia Năm chạy rồi Năm mắc nợ một cái miếng tròn đó là bị Hiền Năm mắc nợ 1 triệu bạc Năm đã mới gọi 1 triệu bạc mà 1 ngày 5 ngàn có tin Năm thiếu là 1 tháng thiếu 39 ngày mà Năm đóng 190 ngàn mới trả rồi nên mình muốn lại luôn. Có 1 triệu hả? 1 triệu 1 ngày 5 ngàn Năm muốn láo luôn con. Từ tựa mấy thằng nặng lại cho thằng từ tựa quá trời khổ. Là mình trả 1 ngày 5 ngàn một 10 ngày trả lần 50 ngàn mà 10 ngày Năm trả lần 10 ngày trả lần là 110 ngày trả lần là 150 cái Năm có tiền cái 9 ngày Năm lên trả 40 ngàn Năm trả Năm lại Năm đi mượn 40 ngàn tháng mượn cháu dâu nó hỏi dùm thiếu giờ hiện giờ thiếu 6 triệu 6 triệu mà đóng tháng 330 Năm mới đóng trời ơi thì sao Năm mới dành Năm nước làm em có 300 Năm đóng vài bữa nè Năm có dừa vòng vòng đây không trời ơi có 4-5 cây dừa mà Năm bẻ hổm mà Năm nói trong phim có nghe Năm thiếu nợ nhỏ đó 100 ngàn với cái dừa cái nó mua nó quên chồng nó mượn tiền cái nó đưa tặng nó lấy 10 ngàn cái nó từ 100 ngàn cái Năm năn nỉ hổm trong phim nói có nghe nữa mà cháu bụa cháu bạc con cái Năm nói tội nghiệp mà cho Năm thiếu đợt ngày Năm từ mỗi lần thì Năm bẻ được 30 Năm bán được 100 ngàn bây giờ có 40 ngàn này Năm chết chắc rồi Năm ăn không được Năm ăn vừa nào Năm chạy Năm tập vừa nào người cũng bán nha dạ thôi được được để cầu qua qua đầu tư thôi Năm nói ngồi nghỉ đi con trời ơi Năm quên 4 miếng nha qua bà Tư cho 4 cây dừa thôi để bà Tư bà Năm ăn cơm đi ngày qua bên địa coi đem mời cái nó ngồi cái này để nước luôn để ghế gì vậy hôm qua Năm thấy cái Năm không có Năm cái Năm tức quá trời cái bắt lên giận Năm trời bò hay gầu cái lên cái gù nữa nè ông nội nhiều tắc quá trời người ta đẹp quá trời mình còn xấu quá trời Năm cũng đẹp chứ đẹp gì đẹp người khen đẹp cái gương mặt đẹp nè về bà Năm hôm nay có đi khám bệnh rồi không ông bây giờ mệt mà đi uống thuốc ở nhà mẹ nó đi gì qua Minh Đức á cái hôm đó qua nè ở có ngày trước ngày sau cái nó kêu nó ở đây phòng kia phòng nó kêu qua đóng hết tiền á cái bữa Năm túng số Năm bán túng 2 tờ 6 triệu người ta cho 5 triệu cái là ra Kinh Thành hỏi nhiều ảnh ấy 38 hỏi nhiều ảnh 1 triệu 50 cái này anh bớt 50 ảnh anh ba bế ngoài Kinh Thành con cái này không bớt cái Năm nó lấy 5 tờ đi cái bây giờ nó mắc nợ Kinh Thành có 800 ngàn ở ngoài còn tạo 78 tầm mà Năm đóng mỗi 100 mấy chục ngàn Năm tạo chưa được rồi. Cái nó kêu Năm đóng tiền cái Năm nói chơi mấy người gần á Năm nó xin trả tôi về Năm nói cầm cười á Năm nó xin trả tôi về cái Năm rét Năm ra Năm về Năm, Năm ca ca biên bản luôn nghe Năm Năm hài quá chừng luôn à ca biên bản nghe Năm cả xin trả tôi về rồi ca mà hồi xưa không à chiếc khăn tay đồ này kia được rồi ca biên bản không nghe hát ca biên bản hồi gửi cho bà hai tôi gửi ca giờ ca bản gì yêu cầu đi bản gì bà Năm thích đời nghe cũng dở Năm nói thiệt nha Năm tại Năm nói vui nha nói sợ quay trong phim nha cái chỗ tính là bây giờ hiện giờ Năm điện là gặp liền ở trên Tiền Giang rồi Năm bán với số túng 3 tờ cổng nói nha Năm đi bộ Năm bò với nhà chưa có xe lăn hồi trước nay mấy năm này cái gì cũng đẹp như hiện vậy nè cái con đẹp lắm cái cổng đó
bà Năm sau bà cho con gặp bà, con mua ba tờ tức 18 triệu lâu con gặp bà. Con thể làm sao này con gặp đâu mua đó. Cái hôm bà đụng tôi đụng xe chứng tước cho tôi tiểu tôi lấy tôi đưa cái số tôi mới còn tâm tờ lấy hết đi bị tiểu á. Cái lấy đưa anh tiểu cái trong xe cái Năm nói vậy. Năm nói giờ tôi lấy lại 10 tờ cho đi về bán một đường 90 cái khách đi cái lấy không 60 cũng cho chừng mấy trăm ngàn. Cái hôm bữa đó là thằng Thơ đại thằng Thơ nó túng cầu 11 không phải cái Năm té xe cái Năm điện nó cái Năm nó qua nó cho bố mình nó chữa rồi rồi nhé tôi về nghe không tiền cung rỉ nào cũng đỡ chữa tươi mà Năm uống đâu được uống đau bụng cái sau nó túc Cần Thơ là 11 tờ nó điện Năm cái Năm nằm còn nằm cái tay còn đau nè nay chừng tết nha rồi nè mấy năm nay tết ngày giáp năm nè cái Năm hỏi gì vậy cái Năm hồi qua tham ghé thăm Năm chút em nói chị tư chặt cái gì rồi tư chị để chút đường thì nó qua nó uống sự nghiệp ở trên Tiền Giang đây nó đi bên mà công ty cá khẩu á cá ta cái nó gặp Năm nó cho Năm bạn lấy như vậy ông nội ơi nó móc ra nó móc 10 tờ mà 500 ngàn ra nó gặp Năm buông tử rung rung vậy nè Năm không dồn cái Năm rung cái Năm có trúng số không vậy trúng số cái nó trúng 11 tờ cái hỏi gì cái nó biểu Năm lấy dứt đi nó đi bảy mấy 64 còn của mình thì 5 mấy 64 để mình cái cho 5 triệu mẹ ông mà nuôi đặng tiền ổng tăng 78 mà con cho anh ổng ăn lương không à ba ổng ăn gì trơn á ổng ăn cơm với lương à cái Năm nói tính là giờ nó nói vậy nè của ông nhiều cái này là hưởng lộc tờ cho người đẹp cho Năm thì giờ Năm nhận 5 triệu bạc đây mà giờ tính đưa cho Tư 1 năm trăm với cộng 10 năm trăm cộng 10 20 cũng gì có mua lậu cho ba nó ống cho ba cũng nghèo quá chia chết ra chia trẻ ra sống cái nó rút lại Năm đưa nó 500 cái nó đưa cho Tư cái Năm vỗ tay cũng ơ cái nói Năm tin gì cái Năm cầm thì nhãn mà chồng này kia cái nó giá cho nó cái bữa 27 28 cho 5 triệu nữa đấy một mấy đứa quà nữa cái nó đụng xe người ta nó tiền trong vỏ dạ gì á cái gì Năm lấy cho không nói chuyện đi Năm nói vợ nó ở mà vô quá trời Năm nói trời Năm cũng dịp mai á cái gặp đoàn quay phim Hiền với vợ ở đây là với Nhật chị của con giúp đỡ cho Năm thì Năm không bao giờ Năm quên ơn nói chứ bây giờ ăn gạo đây là Năm ngủ Năm nhắm mắt thì Năm nhớ là Năm mô Phật cũng Phật Năm nhớ mà Năm nửa mừng mà nửa giàu quá Năm không biết nữa Năm chết mắt không nợ Năm giàu quá trời mà ai cũng không có bởi vì mình nghèo mình ta cho tật nguyện cho Năm ăn tổn cắt gì ha trời nó đâu có gì Năm ơi Năm tính đi bán tâm mà sáng học quân cho ba mà nó cũng tiên nhưng mà té mỗi lần té cháu nó cho chưa tiền bệnh mà đi nó gì? Bệnh đi không nổi ham quá đi bán vui Năm nói đại bà vậy cái người ta mua à Năm vui lắm người Năm thấy thường nghiệp tật nguyện thường nghiệp thấy thương người đẹp à, bán chừng 50 tờ ở chợ mình bán hết rồi không đi ra cộng tạo hổm đi đụng cộng tạo không chết đó đụng ngay chỗ hoài đó Năm nói á rồi cái hổm đụng đụng ngay chỗ này nó hiền nó đi với hát bên đây bên chạy xe ra tới ngoài bao xa xa thì cộng tạo thì cộng tạo con biết rồi mà ngán quá cái nằm bán ra té bất tỉnh chiến trường thì công an mới cái đem qua bệnh Năm tỉnh là 2 giờ nó bó bột bó ra mẹ giờ nó đau nè chỗ này giờ tối nó gãi cái đau nên tối Năm đau tùm chết dầu hoài Năm vui tính quá em dạ thôi ca không được thì thôi giờ bỏ vụ ca đi ha dạ cũng hứa đưa 2 triệu rưỡi thì đưa dạ. Cho anh cảm ơn nhiều hay chúc mừng ha không nhưng mà không phải tiền của con đâu để Thủy đọc dạ không ta cũng thưởng đó mà thưởng mà cái này của lòng nhiều là cái này là cái đoàn này là chú cố Năm dữ lắm ở trên kia mới cho giúp đỡ chứ đâu con tâm mà tiện đâu có trên trời rớt xuống được mà điều cũng cái đòn cái đòn luôn á Năm chúc mừng thôi giờ giờ uống nước đi Năm mi miếng này Năm dạ dạ chú uống à Năm dạ không có không ăn con nghĩ ra cái điện thoại con rớt sao vậy hả đang kể con cầm đi người thấy vừa được thôi đi Năm ơi Năm vừa đó thì để cho Thủy Năm ơi dạ cái dạ cái bây giờ Năm không có dám mà không có dám điện hoài Năm kinh tốn điện sợ nó buồn với buổi gặp vợ nó chắc bà về vợ hay gì cái chết nữa Năm không dám chủ nhật Năm đâu dám điện Năm điện Năm nói không bao giờ quê Năm nói vậy mà gặp mãi cái Năm đâu có dám nói 5 triệu 3 6 triệu nói cái chắc à chịu cái lộn vợ chồng cái lộn chắc bà về vợ ông hay gì em đứng gặp con dạ dạ mà ngồi đấy ngồi đấy ngồi Năm ngồi đi Năm ngồi đi Năm cái lúc mà con quay clip trước á thì có hai mạnh thường quân
Một là anh Hưng ở bên Châu Thành gửi cho bà Minh là bà Năm 1 triệu. Còn Bắc Tiến bên Mỹ gửi cho bà Năm là 1,5 triệu. Là 1,5 triệu nghe không kỹ nghe. 1,5 triệu. Là tổng cộng lại là 2,5 triệu cho con gửi con Tiến nè. 1 triệu nè. 2 triệu. 2,5 triệu. Bây giờ năm cảm ơn Bắc Tiến ghi cảm ơn anh chú Quân giúp đỡ cho năm gặp bệnh năm đi bán số mà té xe rồi năm gặp khó khăn năm cảm ơn cho Tiến với mấy anh chú Quân nhiều dữ lắm, chúc mừng nha, chúc gia đình mạnh khỏe nha. Năm bây giờ năm biết nói chị năm mừng quá trời, đêm nay năm ngủ không được nữa. Năm bán số mà năm tính đi lại mà giờ xe quá trời chạy nó quá trời năm không đi được. Năm nhờ vợ chồng Thủy giúp đỡ Hiền giúp đỡ cho năm thì mấy anh Thiền Quân á thì giúp mấy anh dồi dào sức khỏe, sau này mấy anh có dịp có ấy thì mấy anh giúp đỡ cho tụi em phụ giùm nha, mấy anh mừng dữ lắm. Mừng hết rồi. Bây giờ cái tay thì rất là yếu. Đi xe thì lắc, lúc nào cũng phải lắc. Lắc mới đi được. Rồi lên dốc cầu rồi đâu có lên được. Không được mượn người ta đẩy đâu. Rồi đi xa thì mình mắt mình yếu nữa. Xe quá trời chạy, nó chạy dữ lắm, năm không có đi được. Năm cảm ơn nhiều, em giúp đỡ cho năm thì cũng biết nói bây giờ năm cảm ơn nhiều nha. Phần tiền đó thì bà Năm cứ giữ đo thuốc men. Thì năm lo nhiều đây, năm cảm ơn nhiều nha, Hiền với Thủy giúp đỡ nha. Thắm. Đây mấy anh mình anh gì nãy? Bắc Tiến với anh Quân cảm ơn nhiều nha, sao giúp đỡ cho năm với nha. Vậy chắc mở ra con nghe. Dạ. Thôi vợ chồng con với chị Thắm đến đây thăm bà, con cũng chúc bà ma ông mạnh khỏe hết bệnh mà có tuổi già sống lâu vậy đó. Chúc mừng nha, cảm ơn nhiều nha. Con vợ chồng con về. Cảm ơn. Quan nghênh gia mừng hết trời, hôm nay ngủ không được. Thủy xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi video của Thủy. Thủy mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Thủy có động lực quay video tiếp theo. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha. Con chào bà Năm. Dạ cảm ơn nhiều.